cho mướn một cái máy khoan trong một ngày là 50 đô. Làm cái mái che này nè, không dính vô cái nhà, cái mái nhà của mình quyền được phép. Còn nếu mình bắt ốc bắt vít này kia vô trong mái nhà chính mình làm phòng, mình phải chạy điện chạy dây này kia nọ, đi máy lạnh này kia nọ, thì cô bác anh chị bắt buộc phải xin phép ha. Chi phí làm cho một cái mái che này tổng cộng là Hello Nhung, chào buổi sáng tất cả cô bán chị em gần xa đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Phám Ly Cuộc Sống Hoa Kỳ. Hiện tại Nhung vẫn đang ở sân vườn sau nhà Nhung. Sáng sớm hôm nay trời mát mẻ quá, hy vọng là hôm nay trời sẽ mát dịu để cho mấy anh thợ làm. Hôm nay mấy anh bạn của anh xã Nhung sẽ đến để phụ làm cái mái che nhà Nhung. Thì sáng sớm hôm nay anh xã Nhung anh ra, anh tranh thủ anh sơn mấy cây cột anh làm trước đó, để cho mấy anh thợ tới mấy anh đóng gáp lại làm. Mấy hôm nay anh xã Nhung với mấy anh bạn cũng đã chuẩn bị trước rồi, giống như kiểu đo đạc cây gỗ này kia xong rồi cũng đi vô trong chợ đã dùm ngó cây coi thử giỏ giá này kia xong xuôi hết rồi. Thì hôm nay là cuối tuần này mấy anh tiến hành, Nhung cũng xin nghỉ một ngày để ở nhà lo cơm nước cho mấy anh. Mấy cái bụi cải nhà Nhung nè, giờ nó lên ngòng hết trơn rồi, thôi Nhung để cho nó ra bông luôn. Nhung nếu mà bứng đi Nhung cũng sẽ bứng để vô chậu như thế này để cho nó có bông á, nó sẽ rụng hột xuống năm sau lên tiếp nè. Hôm bữa nhỏ ăn nhiều lần lắm luôn rồi. Đều có một cái cải này thì nó hơi sâu nha cô bác anh chị, mấy con sâu mấy con bọ đậu đây, nhưng mà không sao tại này cải sạch mình không có xịt phân xịt thuốc gì hết á. Xíu nữa Nhung sẽ cắt rau cải này hết. Hôm nay Nhung cũng nấu món vịt nấu chao. Sáng sớm hôm nay gió quá chừng luôn, hy vọng ngày hôm nay sẽ được gió mát như thế này để cho mấy anh thợ làm cho khỏe đó, chứ không thôi trưa nắng nóng chịu không nổi. Hôm nay thì Nhung cũng được nghỉ một ngày ở nhà nấu nướng cho mấy anh thợ đó, về sẵn Nhung cũng sẽ đi vô đi ra để review cái công trình ngày hôm nay cho mấy cô bác chị mình xem ha. Mời cô bác chị mình cùng Nhung vào trong nhà sẽ nấu ăn sáng cho mấy anh, tại vì bây giờ mới có 6 giờ hơn à. Này mấy anh cũng chưa đến nè, mấy anh hẹn ngày hôm qua là hôm nay 7 8 giờ mới đến. Khi anh xã anh đang sơn cây kìa thì Nhung sẽ tranh thủ vào nhà để nấu phở. Nhung sẽ cập nhật tình hình hành trình của mấy anh làm như thế nào cho cô bán chị mình theo dõi nha. Giờ mời cô bán chị mình cùng vào nhà với Nhung nha. Nay Nhung sẽ đãi mấy anh ăn sáng món phở, tại vì Nhung thấy món phở dễ ăn. Và cái nồi phở này Nhung đã hầm từ chiều hôm qua để ra hết cái phần nước ngọt, phần xương tỉ, xương ống đó. Ăn kèm với lại món phở này thì Nhung sẽ chọn bò viên, thịt bò tái và ít khăn lông khăn bàn gì nè. Hành ngò Nhung cũng cắt sẵn. Bên đây thì rau giá chanh ớt Nhung cũng chuẩn bị sẵn, đợi mấy anh tới là ăn và làm thôi. Một là chỉ treo gốc lên thôi à. Hello mấy anh. Ra con này làm tới đâu rồi? Được em lấy dùng cây kẹp cắt trong cái chỗ đồ cái chén. À ok. Công trình được bắt đầu được một nhất rồi. Công trình này quá dữ dội, mấy ông thợ làm tăng ca trưa nắng. Trời ơi, trưa hồi sáng này có trăm độ anh Long hả? Trưa này nè. Coi như lệnh quý rồi, coi như là cây thon lao đừng nồng nữa. Rồi mà đi vô thì nắng quá, chặt cái thải đi. Gác được bữa nay gác được 4 cây cột. Hết mấy cây trèo luôn. Dựng hết lên ha. Rồi mà lệnh quý thì mua gión với đồ gión với tôn luôn. Dạ. Quý con su đang nó về làm luôn. Sáng hôm nay làm được bao nhiêu đây rồi nè? Lại đây đổi này đi, cái này đi luôn nè. Ủa, anh, mua to anh, để tôi đóng ông ta nữa. Chứ còn mình đi mua rất nhanh. Ok. Bây giờ anh chạy, tôi chạy trước đi. Ok. Anh, nhưng mà... Đi lên đây coi ông thợ sơn. Ở trên lầu thì có ông thợ sơn, ở ngoài sau thì có ông thợ gỗ. Con thợ sơn làm tới đâu rồi? Vô quay ông thợ sơn đắp lên chờ. Đúng rồi, trời ơi, ít ra cũng phải làm gì nè, đắp lên gì không, mình đắp mình chờ. Ừ, đắp xong rồi chờ nè. Chờ xanh mạnh không ở quạt cho mát. Anh thợ anh đang sửa lại nè cô bác anh chị. Anh thợ này anh trét hết xong rồi sẽ đến chà lại, tại vì chứ không có để gì á, tại chà xong rồi thiếu nữa làm đắp cho đó nữa. Còn ở bên dưới đây nè, bên dưới này thì xe ấy to này kia đủ thứ mà lum la hết. Sao cái máy lạnh vậy ta, không có gì. Máy lạnh chưa gắn được, phải làm này sao mới gắn được, máy lạnh mua rồi.
mấy anh thợ vẫn đang miệt mài lao, nắng chang chang luôn. Trời ơi, quá chừng quá đất. Giờ này 11, 12 giờ trưa, mấy anh nó cố gắng làm cho xong. Có gió à hả? Cái thang được không? Có cần vịn không? Xã nhưng mình cũng cố gắng anh bắn làm tiếp cho mấy anh xong. Gác ton lên. Gần xong rồi, hôm nay chắc chắn là sẽ xong. Dạ, mấy anh thợ khiên dán bỏ lên. Để em đang canh mà, canh hơi cao hả? Hơi cao xíu. Thôi lấy miếng tôn vô thử coi, vừa không hãy lấy miếng tôn ngắn á. Không, không, không đi không cần. Để cho tiền quay anh lại rồi cần xíu nữa rút ra. Đúng vô đi. Anh đúng góc anh nhìn nữa. Xíu qua bên đó xíu. Rồi. Xíu lại đi xíu thôi. Đâu? Để mà để tôi quất người ta. Anh chơi vài miếng này nữa cho em cho nó đều hết hả? Cái miếng này là thật chứ đâu. Có nghĩa là không miếng nói vô là và tôi cưa cái đường tay ngay từ đi trong chính xác, anh hiểu không? Hiểu rồi. Khi nhà miếng cái gì? Em ơi. Dạ. Khi lấy cục bia ở trong cái bàn đó em đi hỏi gì cả. Dạ. Nắng chang chang luôn, mấy anh thợ vẫn tăng cường làm cho nhanh cho xong á. Ngoài này thì thợ vẫn đang khiên dán vô đó. Nắng chang chang mấy anh làm phụ. Vài miếng nó gác lên xong là nó mát được đỡ rồi. Tiếp tục đi ra cập nhật tình hình cái mấy anh làm tới đâu rồi. Che tới ngoài này luôn cho nó mát. Đây thì ảnh sẽ nối cây thêm ra hay sao không biết. Chung là khá là đẹp. Ai mà bắn cái đinh này hơi bị ấy à, nhổ cái đinh đây bắn lại đây. Lấy cái búa, chỉ mà lấy búa. Búa lên, búa lên. Anh thở lên cho nó bắn hết rồi. Sắp hoàn thành này. Gắn lên nhìn mát đẹp quá. Ồ, làm cái này là đây mình em tưởng là làm ra nóng nhưng mà thật sự ra làm đứng đây ra quá mát luôn. Ai không có dừng á, mình không có dừng dách á, là gió mát này lợp to nên xong cái bắt đầu đem hai cái võng ở đây chiều lúc lắc là được thôi. Đập kia nó dập được kìa, để nó bàn nữa kìa. Nhung đang đứng ở phía sau nhà Nhung nè, để ra đây coi làm nước thôi cho mấy anh thợ ăn uống này kia đó. Thì mấy anh nói là đang hình như là thiếu đồ làm hay sao đó. Thì để chắc Nhung với anh xã Nhung đi đổi, đi mua đồ thêm để cho mấy anh làm hôm nay luôn cho xong. Mà một số anh thường nghỉ ngơi trong nhà, còn một số anh thì vẫn làm ngoài đây. Đồ nghề thì mấy anh để chỗ trống trải nè cô bác anh chị, để dễ tìm dễ lấy đó, tại vì nhiều người làm chứ không phải một người á. Chứ nhiều khi mình để mình cất vô trong những cái hộc, cái hộp này kia nọ thì người khác muốn tìm cũng hơi bị khó nữa. Giờ Nhung với anh xã thì đi đổi đồ.
không? Ừ. Bên trong thấy cái người nó dễ có tình dài dài vậy nè. Anh không thấy đâu. Mới về. Đó, là to nè, lúc đầu phải nó tính lấy cái to này. Ừ. Nó mắc hơn nè, cái 26 đồng lần. Ừ. Nãy mình lấy con này. Lấy con này nè. Đó là anh Long đòi lấy tờ này nè, đó 40 đồng nguyến đó. Làm dữ lắm. Nhiều vụ vậy ta, 32 đồng. 32 đồng. Để lại đi. Em lại vậy đi. Thôi, bắn từ miếng quán hai con lên. Đó, chẳng lại nhìn quế bây giờ nè. Bây giờ mày chỉ cho mày khen nó cho mày. Buông tay. Buông tay đây. Đâu bắn ra phía ngoài, bắn ngay chân. Đó, đó đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi đây. Chuyển mưa mịt mù hết trơn cô bán chị ạ. Hôm nay nó chuyển mưa nhưng mà không có thấy mưa. Mấy anh thợ vẫn còn đang làm. Mấy anh nghỉ giải lao trong phòng trong nhà rồi, còn một số anh làm ở đây, còn một số anh đi làm chưa về á. Anh thợ vẫn đang trên nóc nhà để bắn tôn. Chỗ này anh lắc cái kia khô bờ. Đúng rồi nhưng mà sâu vô. Sâu vô một cái lâu gần vô trong một gần. Đẹp. Rồi. Rồi xong rồi đó. Rồi tới tấm kế. Như vậy thôi. Tấm kế nào vậy? Tại vì lát mình trồng lên bắn ở đây sao ok? Tấm kế đi. À vậy. Chơi dân gian thì không nổi. À, ra là chỉ điểm là tại giờ bỏ vô. Mà là không cố tình là đi qua cái lỗ này. Cũng ngồi mà biết cũng tóc hết ra đủ còn cộng nè ba con ạ. Cũng để coi lại thì ra mà hài não lắm. Công trình coi như tạm ổn rồi cô bác anh chị ơi. Cảm ơn mấy anh rất là nhiều đã làm phụ tiếp mấy anh, người này phụ tay anh chân làm. Nói chung là đã hoàn thiện rồi. Bây giờ thì chỉ còn bắn mấy con ốc này kia sơ sơ nữa thôi. Cái đó thì anh xã Nhung sẽ làm từ từ cũng được. Còn không thì hôm nào mấy anh sẽ qua phụ làm một ngày nữa. Nhưng mà làm chút khoảng vài tiếng đồng hồ nữa là xong á. Nghĩa là bắn mấy con ốc đinh trên này cho nó kỹ kỹ lại xíu. Để Nhung đi ra xa xa cho cô bác anh chị mình xem ha. Mừng quá cô bác anh chị ơi, làm xong được cái mái nhà nhìn đẹp ghê luôn chứ. Nói chung là khá là thích luôn. Mà hôm nay tội nghiệp anh xã Nhung ngày hôm qua nay với mấy anh nó làm quá chừng luôn. Nắng chang chang cũng làm luôn, cô bác anh chị không ngừng nghỉ luôn á. Đó, nhìn cô bác anh chị thấy nhà đẹp ghê ha. Cái mái nhà đẹp. Nói chung là hài lòng. Sáng với mấy anh làm thì Nhung ở trong nhà lo cơm nước này kia đó. Cô bác anh chị lo làm đồ ăn đặng cho mấy anh đi vô đi ra có ăn uống này kia đó. Một ngày hôm nay mấy anh cứ thay phiên nhau, người này làm ít, người kia phụ ít, người nọ phụ ít. Nói chung là khá là mệt luôn. Nắng chang chang hôm nay, nắng quá chừng nắng. Trời chuyển mưa nhưng mà không có mưa nổi, phải chi mà u ám chút xíu, nhiệt độ thấp xuống có gió như lúc này thì khỏe mấy anh. Hồi trưa người nào người nấy làm mồ hôi mồ hám lả trơn, thấy tội nghiệp dễ sợ luôn. Nhung đi làm nước mà đi vô đi ra với lại do nấu ăn đó cô bán chị nên không có thời gian quay này kia chi tiết cho cô bán chị mình xem. Thì bây giờ mới quay được thành quả nè. Cây có thì mấy anh còn cưa còn bỏ ra tùm lum, thì từ từ Nhung sẽ dọn sau. Nói chung là mấy anh làm được vậy thì cũng khá là mừng rồi, quá mừng rồi. Còn mấy cái này thì Nhung sẽ dọn sau ha, từ từ mình dọn sau. Đẹp cô bán chị, rất là thích luôn, rất là hài lòng luôn. Anh xã Nhung ngày hôm qua nay anh đuối quá chừng đuối luôn à. Cái mái nhà đẹp. Nói chung là nó cũng có độ dốc vừa phải thôi cô bác anh chị, để đủ nước chảy thôi. Ở khu vực chỗ Nhung á, thì nếu mình làm mà đi dính liền từ trong cái mái nhà mình ra, hoặc là đi đường điện, đường này đường kia á, chạy bóng đèn này kia nọ, thì cô bác anh chị bắt buộc phải xin phép ha. Còn cái này nhà Nhung làm là giống như mình làm cái mái rời riêng ngoài thôi, không có dính vô cái mái nhà. Rời mái nhà ngay chút xíu, nghĩa là bởi vì đi cái hàng cột riêng cô bác anh chị thấy ha. Ở ngoài này 4 cây cột thì ở trong cũng phải 4 cây đó. Anh xã Nhung mới sơn màu xám xám hết trơn rồi. 4 cây này có nghĩa là rời nhau, không có dính vô mái nhà ha. Không dính vô nhà. Nếu mà không dính vô nhà thì mình không cần phải xin phép. Tùy theo khu vực, tùy theo tiểu bang cô bác anh chị ở mà sẽ có cái quy định khác nhau. Chỗ khu vực của thành phố tiểu bang Nhung ở á, thì nếu mà cô bác anh chị mình làm cái mái tre này nè,
không dính vô cái nhà, cái mái nhà của mình, có nghĩa là không có bắt ốc này kia vô trong cái nhà chính của mình á, thì đừng được quyền được phép. Còn nếu mình bắt ốc bắt vít này kia vô trong mái nhà chính mình làm phòng, mình phải chạy điện chạy dây này kia nọ, đi máy lạnh này kia nọ, thì cô bác anh chị bắt buộc phải xin phép ha. Còn nhà Nhung làm thì hôm nay chỉ là cái mái che thôi nên không cần phải xin phép. Nhung quay gần cho cô bác anh chị mình xem nè. Nói chung mấy anh làm khá là tỉ mỉ luôn. Ở dưới là lót một cái lớp dán nha cô bác anh chị. Ở đây là cái lớp dán ở phía dưới nè, cái dạ này giống như mình ở bên Việt Nam mình nói hôm nay giống như la phong vậy đó. Ở trên là lớp tôn. Ở giữa lớp tôn là gọi là giấy dầu để cho không có thấm hút xuống, với nhiều khi mùa đông này kia tuyết này kia nó ứ động trên đây nó sẽ thấm xuống cái dán của mình á, ở dưới gỗ đây á này sẽ bị mục. Này nên mấy anh là lót một cái lớp giấy dầu ở chính giữa nữa, cái lớp đen đen đó cô bác anh chị ha. Ở giữa mí tôn và mí dán thì có một cái lớp đen đen đó là gọi là giấy dầu để ngăn giảm cái sự thấm hút khi mà mùa đông tuyết hoặc là mưa đó, để cho dán không có bị mục đó. Thì mấy anh làm khá là kỹ, anh xã nhưng mình cũng kỹ lắm cô bác anh chị. Anh cũng chịu khó dậy sớm để sơn mấy cây cột nè. Mấy cây cột mà xám xám này là anh sơn đó. Tại vì anh sơn trước khi bắt lên như thế này thì hạn chế mục đó. Ví dụ tuổi thọ nó cũng sẽ kéo dài hơn. Và đặc biệt mấy cái ở dưới chân cột nè, anh xã Nhung mua mấy cái bát này nè. Thì cái bát này là khoan xuống dưới cái nền xi măng này cô bác anh chị. Có mấy con ốc á, mấy con ốc là bốn con ốc khoan dưới nền xi măng này. Lúc mà mấy anh làm thì Nhung đang nấu ăn nên không có quay được khúc đó cho cô bán chị mình xem. Là mua cái bát này phải khoan mấy con ốc đó xuống ở dưới cái nền của xi măng này để giữ cho cái cây cột này chắc, ví dụ khi mà giông bão này kia đó cô bán chị thì nó không có bị bay, không bị tróc nóc ha. Và bên cạnh đó thì mà ở bên đây anh xã Nhung cũng bắt một dàn ốc nè. Cái bát này bắt vô cây cột này cho chắc chắn rồi, cái bát này phải bắt nó xuống dưới cái xi măng nữa. Cái nền xi măng nữa thì nên là khá là chắc, nói chung là cái nền này cột này làm chắc chắn lắm cô bác anh chị. Dù do giông gió thì cũng không có thể nào bung tróc lên nổi đâu. Ví dụ mà gió chừng nằm bay nhà nóc nhà luôn thì bảo giông mà bay nóc nhà luôn thì mới bay được cái này. Tại vì cái này nó đã khoan xuống xi măng xuống dưới đất luôn rồi. À, giữ được cái xi măng này, giữ cái cột này rất là chắc luôn. Nên là nếu mà giông gió bay thì chắc không bay nổi đâu. Hiện trường thì bây giờ cũng còn tùm lum hết trơn. Nhung sẽ dọn từ từ sau. Nói chung làm được cái mái che này thì mình thấy rất là thoải mái rồi. Mấy anh làm được gì là quá mừng luôn cô bác anh chị. Nãy giờ thì Nhung cũng làm mồi màn cho mấy anh xong xuôi hết rồi. Mấy anh đang nhậu hát hò ở trong nhà. Hôm nay mấy anh làm khá là vất vả luôn cô bác anh chị. Vô anh nào ăn uống cũng giống như mệt quá, ăn cũng không nổi, cũng không vô, cũng không ngon hết. Mà phải công nhận một điều là mấy anh phụ nhà anh xã Nhung nè. Nói chung là mấy anh này là không phải là thợ nha, tay ngang thôi. Giống như là mấy anh cũng là người Việt với nhau đó. Rồi qua bên khi mà sang Mỹ thì cứ tìm tòi học hỏi làm được này làm kia, tại vì bên đây có những cái mình phải tự làm chứ mình thuê cái gì mình cũng thuê mướn hết thì nó rất là mất công và tốn tiền lắm cô bác anh chị. Tại vì bên Mỹ tiền công rất là mắc ha, nhất là cái mái nhà như thế này mà nếu tiền công thợ làm chắc cũng khoảng cỡ ngàn đồng tiền công á. Còn trong khi đồ mà supply đồ cây cối này kia anh xã Nhung mua á thì nếu mà Nhung tính tổng cộng hết là cỡ khoảng 2.000, nhưng mà tính ra ngồi tính chi tiết ra thì tại vì mua đổi trả này kia nọ nữa thì chắc cỡ khoảng 1.700, nếu mà chính xác số tiền chính xác là cỡ khoảng 1.700 đó cô bác anh chị thì trả là được cũng 200+ á. Tổng cộng cái nhà này chắc cỡ khoảng 1.700, 1.800 đó cô bác anh chị, là tiền mua đồ không ha. Tại vì mấy anh bạn của anh xã Nhung là làm công làm giùm thôi, mấy anh không có ăn tiền, mấy anh không có lấy tiền nên là mình cũng đỡ tốn cái phần đó. Mình cũng mua đồ ăn đãi mấy anh thế này thế kia, nhưng mà bây giờ hồi sáng thì mấy anh làm mệt quá, giờ mấy anh vô ăn nhậu cũng không nổi nữa cô bác anh chị. Tại vì nguyên một ngày hồi nay á nắng rất là nắng, nhìn từ góc này thì thấy nhà không gian rất là rộng luôn cô bác anh chị. Hai cái miếng cây này là hai miếng cây tạm thời thôi nha. Hai miếng cây này là cái anh thợ á, cái anh bạn của anh xã Nhung anh tính bắt vô đây để dựng mấy cái miếng dép lên kia kìa, lên trên đây cho che mát lúc hồi trưa xế chiều á. Hồi lúc xế chiều khoảng 5 giờ mấy 6 giờ nắng nó dội vào đây nè cô bác anh chị. Mấy anh thì tính bắt bàn nhậu ở ngoài bên đây. Nhưng mà anh này thì ảnh bắt cái cây lên đây sẵn để dựng mấy cái miếng dán lên để cho nó chịu lại để ngồi mát đây nhậu á. Nhưng mấy anh kia nó thôi nóng quá chịu không nổi. Tại vì làm trên nóc nhà đã nóng rồi, xuống đây mà ngồi nhậu nữa thì nóng lắm. Với lại sợ tối tối chút mũi á. Nên mấy anh nó thôi đi vào trong nhà nhậu. Hai cây này thì anh xã Nhung sẽ dùng súng bắn đinh ra. Tại vì đinh thì mình bắn súng vô thì nữa mình bắn ra thôi, rất là dễ, không có khó khi khăn gì hết. Chứ không phải là gắn hai cây này. Hai cây này chủ yếu là để cho mấy anh gắn cái miếng dán kia lên để che nắng để nhậu. Nhưng mà cuối cùng ai cũng kéo vô nhà hết. Không ai muốn nhậu ngồi ngoài, sợ nắng nóng rồi sợ muỗi nữa.
nên là cái cây này vẫn còn để đây. Anh xã nói thôi để anh tháo ra, từ từ anh tháo ra. Cái mái che này là Nhung chủ yếu là để trống thôi, tại vì mái nhà của Nhung á cho nên nó thấp. À, mưa xuống á cô bán chị, nhất là mùa đông tuyết á nó sẽ ứ cho cửa sổ đó, cái cửa sổ nhà Nhung cũng bị mục rồi. Cửa ra nhà nhà Nhung cũng mục á. Nên là Nhung muốn làm cái mái che nè. Che chỗ mái này để cái cửa mình đi vô đi ra nè. Để nhiều khi mưa gió này kia với lại trời mà có tuyết này kia nọ thì nó không có ứ nước ở đây. Đây nè cô bán chị xem. Mưa ứ nước mà nó bị mục cây nè. Người đóng ngay đây làm mục rồi nè ha. Phía bên đây nè. Này do tuyết mục nè, thì cái phần cây này thì vài bữa mấy anh thợ cũng thay giùm nhà Nhung luôn. Tại vì cái này nó mục rồi mình phải thay cây khác ha. Đó thì mấy anh sẽ làm từ từ. Chắc tới lễ thì mấy anh nghĩ mấy anh sẽ làm cái nhà này cho Nhung ha. Cái cửa thì vẫn còn xài được, mình giữ cái cửa lại. Mình chỉ thay mấy cái phần gỗ cây nào mà hư thôi. Nó khi mà làm cái mái này xong nè, che khuất cho tới hôm nay nè cô bác anh chị. Mưa là nè, mưa tuyết này kia là nó tuôn, nó chảy ra phía sau hết, chứ không có còn ứ ở đây thì chắc chắn cái cửa này mình sẽ không có bị tạt, không mưa ướt nữa. Và Nhung làm chủ yếu là cho nước đừng ướt chỗ này thôi, mà giờ khi làm xong thì thấy thông thoáng, đẹp quá chừng đẹp luôn. Nói chung là từ hồi trưa tới giờ ai tới nhà Nhung cũng khen chân à. Mình làm cái gì mà được người khác khen cái cũng thích lắm cô bác anh chị ha. Nói nhiều giống như là mình làm đúng vậy đó. Còn làm cái gì giống như kiểu ai cũng nói được được thì mình thấy giống như có một cái sự giống như chưa có thoải mái, chưa có hài lòng lắm ha. Nói chung là khá là vừa ý, khá là đẹp luôn. Hiện tại bây giờ là 8 giờ nè, chứ còn hồi lúc trưa 11, 12 giờ, 1, 2 giờ nắng hốc người mấy anh chịu không nổi luôn cô bác anh chị. Nhưng mà mấy anh vẫn nói thôi ngày hôm nay đông người xúm nhau lại cố gắng làm cho xong luôn, chứ thôi lỡ dở mất công á. Nên là ai cũng tranh thủ cố gắng làm xong rồi mới vô ăn uống đó. Nhung mà chuẩn bị đồ sẵn hết trơn rồi, nhưng mà cũng không dám, nhưng mà thịt cũng không dám nướng, tại vì nướng sợ nguội mấy anh ăn không ngon á. Nên là để mấy anh xong nhưng mới nướng, thì nướng ở trong mấy anh đang ăn nhậu trong nhà, Nhung ra đây để chia sẻ với cô bác anh chị. Sẵn khoe là cái mái nhà cho cô bác anh chị mình xem. Chi phí làm cho một cái mái che này tổng cộng là khoảng 2.000 đó cô bác anh chị. Là Nhung cộng luôn tiền trong lúc mà khoan mấy cái lỗ này nè cô bác anh chị, mấy cái gốc cột á, khoan xuống xi măng để mà bắt cái cột cho vững chắc lại á. Nhưng mà mấy anh không có máy khoan xi măng á, nên là anh xã Nhung phải đi mướn trong cái chỗ Home Depot và cái chỗ hai chồng Nhung đi trả đồ đó. Chỗ Nhung đi coi gỗ coi cây hôm bữa thì ở trong đó người ta cho mướn một cái máy khoan trong một ngày là 50 đô. 50 đô là quy định, ví dụ như ngày hôm nay và với ngày hôm sau, 9 giờ sáng hôm nay và 9 giờ sáng hôm sau, có nghĩa là trong 24 tiếng đồng hồ thì mình sẽ trả là 90 đô. Còn ngoài ra nếu mà sau có thời gian thì cô bác chị mình phải trả thêm tiền ha. À, đi vô đây con, đi vô nhà đi. Đi vô nhà đi. Ồ, đẹp ghê. Đẹp ha. Rồi đi qua với ai? Dạ. Đi qua với ai? Vợ con đang ngồi á. Có mẹ qua không? Không. Đi qua trễ vậy, đi làm gì trễ hả? Đi làm rồi, tới tầm 7 giờ, 6 giờ về, mà bây giờ cái tiệm có là bao lương là khách không nợ. Cô làm bao lương nợ. Mở cửa được không? Rồi vô đi. Có mấy em bé tới chơi. Nói chung là trời chiều đây mát mẻ, với lại khu vực nhà của Nhung cũng không có ruồi nữa cô bác chị, ít ruồi lắm. Cũng có mũi, thỉnh thoảng có mũi ha, tại vì phía sau này có cỏ nè. Ở nhà xung quanh xanh xanh, nói chung sân nhà cũng có cỏ hết trơn thì chắc chắn ít nhiều có mũi ha. Ít ruồi. Nhiều khu vực mùa hè này cô bác chị có mấy nhà mà bạn bè Nhung đi á, ruồi dữ lắm luôn. Đây là lối đi ra phía trước nhà Nhung đây. Đây cái hẻm đi ra hôm bữa tráng xi măng này ha. Cái cửa bên hông này gọi là cái cửa giống như đi ra sân vườn sau, thì hầu như nhà nào ở Mỹ nhà nào cũng có một cái cổng rào đi ra sân sau nhà mình đó. Thường ở nhà ở Mỹ thì sẽ có sân trước và sân sau. Nên là đây là đường, lối này là lối đi ra phía sân trước. Chiều hôm nay gió mát mẻ quá. Nói chung mấy cái rau rìa này nè cô bác anh chị, mấy anh làm còn chưa xong á, nên chưa có cắt bỏ rồi chưa có bắn ốc bắn đinh này kia kỹ á, tại vì mới lợp lên mà mấy anh trưa nắng nóng nắng được quá mấy anh chịu không nổi, nên là mấy anh bắn ốc đại lên đây để đỡ tạm thời đi, rồi từ từ tính sao. Từ từ anh xã Nhung sẽ cắt tỉa này kia đâu đó đàng hoàng cho nó đều, nó đều với nhau cho đẹp á. Nói chung là cái mái nhà làm quá đẹp, rất là hài lòng luôn cô bác anh chị. Mấy cái miếng đen đen này gọi là giấy dầu nè cô bác anh chị. Giấy dầu này lúc nãy Nhung nói đó là lót ở giữa lớp tôn và lớp dán á, để cho giữ thấm hút này kia, nước nó không có bị xuống dán để nó hư dán mình đó. Còn đây là mấy miếng tôn. Tôn thì
tôm này là tôm trắng nha. Đây là miếng tôm màu trắng. Nhung gom, Nhung dọn từ từ đi. Nói chung mình dọn được thì dọn. Ở xóm nhà Nhung thì mấy ngày này cắt cỏ nó hơi bị ồn, cô bác chị thông cảm ha. Cái này cái tôm này nè. Tôm này thì có nhiều màu, giống như cái loại này giống như là nó không phải bằng mũ mà nó không phải bica mà nó bằng cái gì á cô bác chị, Nhung cũng không biết kêu bằng cái chất liệu gì nữa. Nhưng mà nó không phải là thiết nha. Người ta bảo hành cái tôm này trong vòng 10 năm nha cô bác anh chị. Có vòng 10 năm đó. Rồi ở ngoài này thì nói chung là cũng tạm ổn mà từ từ Nhung sẽ dọn dẹp sao. Bây giờ thì vào nhà tiếp tục để làm một số đồ ăn cho mấy anh em ăn uống. Oh,